Yeshua, good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We sing together. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, thank you.
open up our hearts, God. I thank you for everything, God. Yeah, pray, amen. Thank you, God. This morning, Father. Lord, I bless your church. Lord, I bless your people. Father, we welcome you this morning, Lord. We pray, Lord, that you dwell in this place. Lord, I thank you. May your name be lifted high this morning, Lord. I pray that you would open our hearts widely this morning, Father. Chúa, chúng con cầu nguyện rằng Chúa đến và đụng chạm chúng con. Chúa ơi, không quan tâm, không bất kể những điều gì xảy ra trong cuộc đời chúng con tuần vừa qua, chúng con chỉ muốn đến với Ngài. Chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con mời gọi Chúa ơi, Ngài Thánh Linh của Ngài đến và đụng chạm chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Con ca ngợi, cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Khi mà chúng ta hát thờ phượng Chúa, nếu mà chúng ta công bố cái lời đó ra thì nó không phải chỉ là hát, quý vị ơi. Nó không, mình không phải chỉ đến đây để hát, mà khi mà mình công bố cái lời mà mình tuyên xưng bằng miệng của mình, nó cực kỳ quyền năng. Nó có thể thay đổi đời sống của nhiều người, nó có thể thay đổi bản thân chúng ta, và nó có thể biến đổi tất cả mọi sự. Mà chúng ta phải hát và phải công bố đó, và bằng niềm tin của mình, từ trong lòng của mình, chúng ta phải thể hiện niềm tin đó. Thì Đức Chúa Trời yêu mến những người thờ phượng với đức tin, và Chúa cũng rất là đẹp lòng với những người thờ phượng với hết tấm lòng của mình. Thì bài cuối cùng là chúng ta hát, con mời gọi hội thánh chúng ta không những chỉ hát thôi, mà chúng ta công bố những điều đó trên đời sống của chúng ta. Quyền năng cũng như tình yêu thương trong cuộc đời của chúng ta được thêm lên, được lớn lên. Quý vị có amen không ạ? Amen. Trong
Rất là cái ý nghĩa, nói về Chúa đi tìm những con chiên lạc và mỗi người chúng ta là một chiên lạc. Thank you very much you for a beautiful song. Nếu quý vị nghe và thấy những cái lời, tôi rất là thích những cái lời mà rằng chúng ta không xứng đáng điều đó, chúng ta không có tìm được điều đó, tất cả những điều chúng ta có, chúng ta không
chúng ta được điều đó là bởi vì Chúa ban cho chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng bao giờ chúng ta thấy điều này từ trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài kể chúng ta là giá trị. Chúa đã dành tất cả để có thể tìm kiếm chúng ta từ trong sự hương mắt. Cho nên chúng ta đáng phải cảm ơn Chúa của chúng ta. Again, thank you very much for the song. Bây giờ thì đến thời giờ mà chúng ta sẽ học lời Chúa với nhau. Bây giờ các cháu thiếu nhi, the kids you go and then the youth you can stay here and we have a service, that joint service and Anton will help us. Kingdom kids, you can leave now. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau và cầu nguyện. Let's pray. Kính lạy Chúa.